Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hai Tech Channel nhé. Thì trong cái video clip này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á, làm thế nào á, để mà cấu hình và cài đặt cái dòng thiết bị là camera KB-Born nhé, Camera One. Cái dòng này là dòng camera wifi của KB Vision đó, nhưng mà nó để thương hiệu mới là KB One nhé, để các bạn nhận diện. Thì đây là dòng camera quay 360 độ nhé. Độ phân giải của nó là 1080 Full HD nha, kết nối qua Wi-Fi nè, hỗ trợ thẻ nhớ nè, nhận diện chuyển động nè, rồi cảnh báo tự động từ xa nè, nó có chế độ riêng tư nè, hỗ trợ đàm thoại hai chiều, nhận diện con người, built-in siren. Cái này tính năng này mình chưa hiểu, tính năng này chẳng là cái chữ cái còi giống như còi báo động quá đó. Thì giờ mình sẽ test cho các bạn coi nha. Rồi thì trong hộp KB One thì nó sẽ gồm có một camera KB One nhỏ bằng bàn tay nha các bạn. Đó, nhỏ bằng bàn tay. Đây. Thương hiệu số 1 của Mỹ nhưng mà vẫn là made in China nha. Vẫn là made in China nha, chứ không phải made in Mỹ đâu. Tại vì nó là thương hiệu thôi, chứ còn nó sản xuất thì nó vẫn sản xuất ở nhà máy lớn nhất của Trung Quốc nha. Sẽ cần có một sợi cáp mà cáp sạc nè, một nguồn camera và một cái chân bắt nha các bạn. Đó, cái chân bắt cao. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành test nguồn thử nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn với thiết bị nha. Đó, mình sẽ cắm nguồn, nó sẽ có đèn màu đỏ nha các bạn. Đó, kế đến là khi mà đã cắm nguồn xong á, thì các bạn lật cái đít của nó lên nè. Đâu, tại vì nó kết nối bằng wifi á, nên là khi chúng ta phải reset nó trước khi mà cấu hình. Nếu không thì chúng ta rất mà khó mà vô được wifi. Khoan, chờ tí nha, nó đang reset nha. Rồi, nó khởi động xong rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lật ngược nó lại. Rồi, đây. Ở đây có nút reset nè, mình sẽ nhấn reset nó. Đó, bây giờ mình sẽ chờ đợi cho nó reset. Nó giống như modem vậy đó các bạn ấn cho tới khi nào các bạn thấy nó đổi đèn hay đổi màu hay gì đó, đó nó báo. À, bây giờ mình sẽ đợi nó khởi động lại nha, rồi mình bắt đầu cấu hình. Đây, trên điện thoại mình thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng KB One và đăng ký tài khoản rồi. Nhưng mà bạn nào chưa biết á, thì bạn có thể vào CH Play nè. Bạn tìm cái phần mềm KB One và bạn cài đặt nó. Đó, KB One nha các bạn. Sau khi mà các bạn cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm lên. Đây, giao diện của phần mềm sau khi thiết lập là nó màn hình như vậy. Đó, bây giờ bạn thấy không? Nó đã reset xong rồi nè, nó đang chớp tắt nè. Đầu tiên á, thì các bạn trên cái màn hình điện thoại các bạn bấm vào dấu cộng để thêm thiết bị nha. Nó sẽ yêu cầu quét thiết bị. Đây, cái mã thiết bị nó nằm ở dưới đít của phần cam. Quét lắm các bạn. Điện thoại của mình nó mở hay là do cái con cam này. Rồi, nhận rồi nè. Khi mà nó đã kết nối nhận diện thiết bị á, các bạn bấm tiếp theo nha. Rồi. Xong rồi bạn nhập mật khẩu wifi nha, tên với mật khẩu wifi của nhà bạn. 91404-3772. Bấm vào nhớ mật khẩu nha các bạn. Cái đến bấm tiếp theo. Vui lòng xác nhận là đèn xanh màu xanh lá trên thiết bị đang hoạt động. Đó, đèn màu xanh lá đang hoạt động nè, nhấn tiếp theo. Rồi, đợi tiếp theo trong 5 giây nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi cho con camera nó bắt sóng wifi. Đèn của nó đang màu đỏ nè.
Đó, bây giờ nó chuyển qua màn hình kết nối với đám mây nha, vui lòng chờ. Chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta đợi cho tới khi nào nó kết nối. Rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp mà cấu hình nhưng mà cứ thấy nó cứ báo cái dòng xoay 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 mà không thành công. Nguyên nhân là do các bạn chưa reset thiết bị nha, phải nhớ là reset thiết bị trước khi cấu hình thì mới thành công nha, còn không reset các bạn đi cấu hình tới Tết cũng vậy à. Lần đầu tiên mình cấu hình mình cũng gặp trường hợp này. Rồi bây giờ nó đã báo nè, thêm thiết bị thành công nè, múi giờ thiết bị mình chọn là Bangkok, Hà Nội và Jakarta nha. Kế đến mình bấm hoàn thành. Rồi, bây giờ chúng ta đã thêm thiết bị nè, bây giờ chúng ta thử coi thiết bị đã hoạt động hay chưa nha. À, thiết bị đã hoạt động rồi nè, nó đang quay mình nè. Giờ mình sẽ quay mình lên nè, đẩy lên coi. Nhớ cái này nó xoay được không ta? Rồi đẩy lên, à, nó có cái ứng dụng rất là mượt. Đó, các bạn thấy không? Rất là rõ và đẹp. Đó, thì xoay, các bạn muốn xoay ở đâu thì các bạn nhấc qua, nhấc lại, nhấc lên, nhấc xuống. Rồi. Đó. Thì sau khi mà các bạn đã làm nè, mình sẽ hướng dẫn thêm một số tính năng của nó nha. Đâu, ngay cái thiết bị, để mình coi đây. Thiết bị nè, các bạn bấm vào bậc cài đặt nè. Đó, các bạn sẽ có chức năng là cài đặt âm thanh báo động nè. Khi mà các bạn cài đặt cái tính năng này thì hễ mà có người đi ngang qua thì nó sẽ kêu. Nhưng mà cái này mình hiện giờ trong bài này mình sẽ không làm tính năng này nha, do mình đang làm video mình sợ nó hú mà trong gia đình mình đang có người nữa đó. Thì nếu mà các bạn mà có gắn thẻ nhớ thì nó sẽ ở đây, nó sẽ có là lưu qua thẻ nhớ nha. Ở đây mình chưa gắn thẻ nhớ nên nó chưa có cái thiết bị này đó. Còn thiết bị thu âm, thu âm là sao? Tức là bạn đang để chế độ thu âm đúng không? Ở đây nè, các bạn khi mà các bạn bấm vô cái là nè, các bạn sẽ nghe được cái tiếng mình nói. Đó, y như tiếng đàn thoại hai chiều vậy đó. Đó, nó ồn đúng không? Tại vì do mình đang nói vào cái camera. Nó sẽ nghe lên trên cái điện thoại. Đó, quá hay đúng không nè. Rồi nếu mà các bạn ấn có thể nhớ thì các bạn sẽ xem lại được, nhưng mà ở đây chưa có thể nhớ nha. Đó, thì trong cái video này mình chỉ hướng dẫn các bạn là xem cấu hình và xem camera trên điện thoại thôi nha. Còn về các tính năng chi tiết thì các bạn vui lòng xem những clip sau mà mình hướng dẫn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.